Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình Biên Cương Xanh. Thưa quý vị và các đồng chí, mục chuyện làng chuyện bản hôm nay sẽ là câu chuyện của những già làng ở xã biên giới Rờ Cơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, những người luôn nặng lòng với việc lưu giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng người Hơ Lăng. Còn ngay bây giờ trong mục Quân Hàm Xanh, mời quý vị và các đồng chí cùng đến với các biện pháp nâng cao thể lực đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Mường Pồn, bộ đội biên phòng Điện Biên. Với quyết tâm khắc phục khó khăn, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, không để các loại tội phạm lợi dụng địa bàn thực hiện các hành vi phạm pháp. Trong những năm qua, ngoài nhiệm vụ huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác biên phòng, đồn biên phòng Mường Pồn, bộ đội biên phòng Điện Biên còn chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện, rèn luyện nâng cao sức khỏe thể lực cho cán bộ chiến sĩ theo yêu cầu của nhiệm vụ. Nhờ đó, liên tục trong nhiều năm liền, đồn biên phòng Mường Pồn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, luôn đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc đoạn tuyến biên giới được giao quản lý. Đồn biên phòng Mường Pồn, bộ đội biên phòng Điện Biên được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn tuyến biên giới dài 31,5 km với 15 cột mốc trên tuyến biên giới Việt-Lào thuộc địa phận 2 xã với 22 bản. Địa hình trên tuyến biên giới này chủ yếu là rừng rậm, núi cao hiểm trở với nhiều khe suối sâu gây khó khăn cho công tác tuần tra kiểm soát đường biên cột mốc, nhất là vào mùa mưa. Với quyết tâm khắc phục khó khăn, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, không để các loại tội phạm lợi dụng địa bàn thực hiện các hành vi phạm pháp, đồn biên phòng Mường Pồn ngoài việc xây dựng kế hoạch huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ công tác biên phòng thì công tác rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ luôn là nội dung được đồn quan tâm chú trọng. Chính vì vậy, trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ của đồn luôn có thể lực, sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vượt vật cản K91 là một trong những nội dung huấn luyện thể lực đặc biệt quan trọng đối với cán bộ chiến sĩ. Để hoàn thành được nội dung này, ngoài yêu cầu có một thể lực tốt, cần phải có sự khéo léo, nhanh nhẹn và sự dũng cảm để vượt qua tất cả các vật cản hoàn thành bài tập. Đại úy Trần Văn Sĩ cho biết, trong nội dung luyện tập vượt vật cản K91, yêu cầu đặt ra là chiến sĩ phải nắm chắc kỹ thuật xuất phát, vượt qua các chướng ngại vật, có thể lực, sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. Để thực hiện được nội dung này, đơn vị đã tổ chức cho bộ đội luyện tập từ động tác cơ bản đến từng phân đoạn và cuối cùng là tập tổng hợp. Hàng tuần, đơn vị đều duy trì luyện tập kết hợp với kiểm tra và hội thao nhỏ nhằm khích lệ động viên các chiến sĩ thi đua rèn luyện sức bền, sự khéo léo, tinh thần dũng cảm, tự tin, quyết đoán, xử lý tốt các tình huống thường gặp trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới được giao quản lý. Bài tập vật cản K91 này nó yêu cầu thể lực rất là cao. Vì thế trong cái yêu cầu như thế thì chúng tôi cũng thường xuyên là tăng cường công tác giáo dục cho các đồng chí chiến sĩ là nắm vững được cái thành thạo cái động tác vượt vật cản, và ngoài cái giáo dục để nắm vững cái động tác vượt vật cản thì trong các giờ tập thể lực hàng ngày thì chúng tôi cũng tăng cường cho các đồng chí tập thể lực để nâng cao cái thể lực của mình. Thứ hai là cũng qua cái buổi mà thể dục thể thao, chúng tôi cũng tăng cường các hoạt động giao lưu và thi đấu để nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong cái công tác là học tập và cũng là rèn luyện thể lực của mình. 1, 2, 3, 4. Là một nội dung quan trọng trong kế hoạch huấn luyện của đơn vị, đó là huấn luyện võ biên phòng cho cán bộ chiến sĩ. Thông qua huấn luyện võ thuật nhằm tăng cường sức khỏe, trình độ khả năng của cán bộ chiến sĩ đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tránh thương vong cho bản thân và đồng chí đồng đội. Ngoài các nội dung huấn luyện võ thuật cơ bản, Ban Chỉ huy đồn còn chú trọng huấn luyện các nội dung võ thuật đối kháng tay không, đánh bắt đối tượng có sử dụng vũ khí. Đây là những nhiệm vụ giúp cán bộ chiến sĩ đánh bắt đối tượng hiệu quả, an toàn, ít tốn sức và giữ được yếu tố bất ngờ cao.
Cái mục đích của cái huấn luyện võ cho bộ đội tại đơn vị thì thứ nhất là huấn luyện thể lực cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, thứ hai là nâng cao được cái trình độ phục vụ cho sẵn sàng chiến đấu và đánh bắt tội phạm ở khu biên giới. Cái nội dung thì tập trung vào các cái thế võ truyền thống của bộ đội biên phòng. Trong các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời thì anh em cũng từng cặp một là quá trình tập võ thể dục, hay là cặp một là tập trung lại quan sát nhau để đánh đối kháng, để nâng cao cái thành thục từng động tác hơn. Đầu tiên mới vào chưa quen thì chúng tôi cũng gặp khó khăn thời tiết này, lại cả thể lực, mà cách khắc phục là chúng tôi cũng rèn luyện thêm thể lực, võ thuật và xà kép, xà đơn và tất cả những môn thể thao ở trong đơn vị có. Bản thân tôi cũng nâng cao được sức khỏe và làm tốt nhiệm vụ của mình được giao. Được. Bên cạnh huấn luyện các nội dung thể lực, võ thuật, đồn biên phòng Mường Pồn còn thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ nghiệp vụ tuần tra bảo vệ biên giới. Đối với những chiến sĩ mới về đơn vị sẽ được huấn luyện những vấn đề cơ bản như cách nhận biết địa hình, đoạn tuyến biên giới được giao quản lý, các quy định của pháp luật khi ra vào khu vực biên giới, đội hình hành quân, vũ khí trang bị, phương tiện mang theo, các bước thực hành xử lý những tình huống thường gặp khi làm nhiệm vụ. Trong nội dung này, các chiến sĩ được thực hành đội hình tuần tra, chuẩn bị tiếp cận cột mốc biên giới. Phía trước, cách đây 300m. Thông qua sự hướng dẫn của cán bộ huấn luyện, các chiến sĩ nắm được thứ tự, nội dung, phương pháp triển khai đội hình tuần tra trước khi tiếp cận khu vực cột mốc quốc gia để tiến hành kiểm tra, đánh dấu, kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn trên tuyến biên giới được giao quản lý. Khi đi tuần tra, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, địa hình hiểm trở, đồi núi, sông suối, dốc đá cao. Chúng tôi đi mùa hè thì nắng nóng, mùa mưa thì lại trơn trượt. Chúng tôi thường đi hết các mốc vào khoảng 10 đến 15 ngày. Ở đơn vị thường xuyên tổ chức rèn luyện thể lực cho anh em và có tác dụng rất nhiều, vì là rèn luyện thể lực, mình rèn luyện kỹ năng để đáp ứng yêu cầu đi tuần tra bảo vệ biên giới. Ngoài nội dung huấn luyện quân sự và nghiệp vụ công tác biên phòng, công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống luôn được đơn vị coi trọng và tiến hành bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú đa dạng. Qua đó, kịp thời định hướng tư tưởng, xây dựng quyết tâm khắc phục khó khăn cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Đại úy Trần Anh Tuấn, chính trị viên phó đồn Mường Pồn cho biết, cán bộ chiến sĩ của đồn có trình độ nhận thức không đồng đều, nhất là số hạ sĩ quan, chiến sĩ là con em đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới. Chính vì vậy, để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đơn vị đã vận dụng nhiều phương pháp phù hợp như kết hợp giáo dục với truyền thụ kinh nghiệm, lấy dẫn chứng các tấm gương tiêu biểu của đơn vị trong lực lượng biên phòng để học tập và làm theo, cùng với xem truyền hình, đọc sách báo để cán bộ chiến sĩ trau dồi kiến thức, nắm bắt thông tin, tăng cường thêm sự hiểu biết và vốn sống, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đơn vị cũng rất là chú trọng cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, nhất là tập trung cho cái số hạ sĩ quan binh sĩ là cái đối tượng con em các dân tộc ở trên biên giới. Thì với đối tượng này có cái nhận thức còn hạn chế hơn và đặc biệt là không đồng đều. Tuy nhiên là nhận thức rõ tình hình như vậy thì cấp ủy cũng tập trung thì từ cái công tác chuẩn bị giáo án cho đến cái phương pháp và bồi dưỡng cho cán bộ lên lớp chúng tôi cũng rất là chú trọng. Thế thì bên cạnh cái phương pháp truyền thống là thuyết trình giảng dạy thì chúng tôi cũng đi sâu vào cái việc là lấy những cái dẫn chứng cụ thể của trên thực tế, đặc biệt là những cái thông tin chính thống trên thời sự, các cái báo đài của Trung ương để chúng tôi định hướng cho cán bộ chiến sĩ. Huấn luyện gắn với rèn luyện là nội dung được đồn biên phòng Mường Pồn thực hiện chặt chẽ, nhất là duy trì nghiêm việc rèn luyện hành quân xa, hành quân ban đêm mang vác nặng, vượt qua các loại địa hình phức tạp, xử lý những tình huống xảy ra trong đêm tối. Thông qua đó đã giúp cho cán bộ chiến sĩ có sức khỏe dẻo dai, có tinh thần kỷ luật cao, tinh thần đồng đội, tâm lý vững vàng, phản ứng nhanh nhạy và khả năng thích ứng, nhận biết được địa hình và cách xử lý các tình huống trong đêm, phục vụ tốt nhiệm vụ tuần tra trên tuyến biên giới đồn quản lý.
biên phòng Mường Pồn quản lý đoạn biên giới dài 31,5 km gồm có 15 cột mốc. Địa bàn quản lý 2 xã với 22 bản. Từ cái tình hình thực hiện nhiệm vụ như vậy, do vậy mà chúng tôi rất cần đến sự rèn luyện thể lực cho cán bộ chiến sĩ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới và công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách. Từ cái nhiệm vụ đặt ra như vậy thì chúng tôi xác định cái công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực cho bộ cán bộ chiến sĩ là rất quan trọng, nhằm mục đích là tạo được cho cán bộ chiến sĩ có sức khỏe nhanh, mạnh và bền để phục vụ tốt cái nhiệm vụ. Đưa qua xuống dưới ở bên dưới chân phải. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp trên nên chất lượng huấn luyện, rèn luyện thể lực của đơn vị từng bước được nâng cao. Cán bộ chiến sĩ của đồn đã có sự trưởng thành cả về bản lĩnh chính trị, kiến thức quân sự chuyên ngành cùng với sức khỏe bền bỉ dẻo dai. Liên tục trong những năm gần đây, đồn biên phòng Mường Pồn giữ vững thành tích đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc và an ninh trật tự trên địa bàn đồn quản lý, trở thành đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của bộ đội biên phòng Điện Biên. Trải qua bao đổi thay, nhất là trước sự du nhập của những nét văn hóa hiện đại, đồng bào người Hơ Lăng ở xã biên giới Rờ Cơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đang đứng trước nguy cơ bị mất dần bản sắc văn hóa quý giá của cộng đồng. Những người còn nặng lòng nhất với văn hóa dân tộc có lẽ là những người lớn tuổi của buôn làng như già A Hưng, già A Linh. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng những bóng cả này của Rờ Cơi vẫn luôn đau đáu lưu giữ và truyền lại những gì còn lại của đồng bào Hơ Lăng cho thế hệ sau, để những giá trị văn hóa này sẽ còn mãi với thời gian. Những chiếc ghế được làm từ da trâu, những chiếc mâm được đan từ đôi bàn tay khéo léo, những bộ chiêng cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Chúng được tạo nên và lưu giữ bởi những bóng cả đã ở tuổi xế chiều. Bản sắc văn hóa của người Hơ Lăng ở Rờ Cơi vì thế mà sẽ mãi trường tồn với thời gian. Hai ông bà ăn cơm bình thường cho cái mâm này không? Đây, đáp đây, em có đây. Ở cái tuổi xế chiều, hai vợ chồng già A Hưng và Y Bụi vẫn sống hòa thuận, nương tựa vào nhau trong căn nhà sàn lụp sụp. Bên khói bếp sắp tàn, những câu chuyện nhỏ to vang lên đều đều, bình dị như chính cuộc sống của buôn làng. Hai ông bà là những người cao tuổi vẫn còn khỏe mạnh của làng Karam, xã biên giới Rờ Cơi. Hàng ngày, để duy trì cuộc sống, hai già vẫn tranh thủ lên nương làm rẫy. Giờ thì mùa màng đã thu hoạch xong. Thời gian trong ngày của già Ý Bụi đơn giản chỉ là trò chuyện với ông già, loanh quanh bếp núc. Còn với già A Hưng, đây chính là thời điểm để già say sưa với cái nghề mà già yêu thích. Đó là làm ra những vật dụng truyền thống của người Hơ Lăng từ bao đời nay. Trong ngôi nhà này, thứ có giá trị nhất có lẽ là những chiếc ghế tăng đọ này. Nhìn thì đơn giản, nhưng đó là những chiếc ghế được làm từ da trâu. Hiện tại, già A Hưng còn giữ trong nhà một bộ ghế, đủ cho hai ông bà ngồi và khi có khách đến chơi. Những chiếc ghế này có tuổi đời cũng gần 5 năm, vẫn chắc chắn và dùng tốt. Những đồ vật được làm bằng da trâu đều có độ bền như vậy. Xong hết rồi này, bỏ trên. Để miếng da trâu không bị bung ra khỏi đế, già phải kéo căng lớp da, rồi đóng đinh cố định vào vành trên. Sau này da trâu sẽ cứng lại. Nếu ngồi thường xuyên, cứ nửa năm, già lại phải lôi ra kiểm tra lại. Chỗ nào lỏng thì lại lấy búa đóng lại cho chắc. Như vậy thì mới dùng được lâu. Như những cái ghế này, phải dùng được ít nhất 5 năm nữa.
Theo tập tục của người Hờ Lăng, những người cao tuổi phải có ghế tăng đọ để ngồi. Trong sinh hoạt hàng ngày, ghế tăng đọ chỉ dành cho ông bà, sau đó đến bố mẹ. Người trẻ nếu muốn ngồi phải được sự đồng ý của người lớn tuổi. Hay nói cách khác, chiếc ghế tăng đọ thể hiện sự kính trọng dành cho người lớn tuổi trong gia đình. Ngồi trên chiếc ghế da trâu bền chắc, những người già như già A Hưng, Y Bụi lại kể cho con cháu nghe về những câu chuyện văn hóa của dân tộc. Trong đó có nghề làm ghế tăng đọ của người Hờ Lăng, với mong muốn cái nghề thủ công này sẽ sớm được hồi sinh. Ngày trước, ở làng Gram này có nhiều người biết làm ghế tăng đọ lắm. Nhưng nay, những người đó đã mất hết rồi, còn mỗi mình già biết làm thôi. Tất cả những chiếc ghế ở làng này đều do già làm cả. Đến giờ cũng chẳng nhớ đã làm bao nhiêu chiếc ghế, vì già làm xong, ai mua thì già bán, không thì già đem tặng cho những ông bà già trong làng. Mình tặng ghế để họ biết và trân trọng cái nghề làm ghế của dân tộc. Và khi dân làng còn quan tâm, còn yêu thích chiếc ghế, thì già tin rằng nghề làm ghế sẽ mãi được lưu truyền. Không chỉ làm ghế giỏi, già A Hưng còn đan rất khéo. Già đan gùi, rổ, giá và đan cả những chiếc mâm. Những chiếc mâm có hình dáng độc đáo như thế này là vật dụng mà người Hơ Lăng dùng để thay thế bàn ăn cơm, bàn uống nước. Từ những sợi nứa được chẻ mỏng, già Hưng khéo léo đan chúng vào với nhau theo một quy luật nhất định. Hình dáng của hoa văn như thế nào cũng là do người đan quyết định. Kỹ thuật đan lát của người Hơ Lăng không phức tạp, nhưng để đan được thành phẩm thì đòi hỏi sự chịu khó và kiên nhẫn mà không phải người đàn ông nào cũng làm được. Đối với người Hơ Lăng, người đan lát chỉ dành cho đàn ông. Phụ nữ không biết đan và cũng không bao giờ đan. Ngày xưa, thấy ông già ở nhà hay đan, nên già cũng học theo và đan từ nhỏ tới giờ. Ở làng Gram này, hiện cũng chỉ còn già là biết đan thôi. Thứ mà già đan nhiều nhất là những chiếc mâm như thế này. Mâm này có nhiều tác dụng lắm. Trong gia đình của người Hơ Lăng, bao giờ cũng phải có một cái mâm để dùng. Tùy vào nhu cầu sử dụng trong gia đình mà già Hưng đan mâm thành những kích cỡ khác nhau. Ví như, nếu để uống nước, chiếc mâm sẽ có kích cỡ nhỏ hơn so với mâm để ăn cơm. Nếu cặm cụi làm mà không vướng bận việc gì khác, già Hưng có thể hoàn thành một chiếc mâm trong vòng một ngày. Và đan xong, già lại đem đi tặng. Em có anh nước và mâm này. Nhiều người cứ bảo già thừa thời gian, thừa công sức vì bỏ công mà không đem mâm đi bán. Nhưng đâu phải có tiền mới vui. Già tặng mâm cho mọi người để nhà nào cũng có mâm ăn cơm, uống nước. Nếu có khách từ xa tới, nhìn thấy cái mâm thì cũng biết tới và yêu thích. Cái mâm này là bản sắc văn hóa truyền thống của người Hơ Lăng. Già làm vậy cũng là để cho nét văn hóa ấy được lưu giữ và được nhiều người biết tới. Nghe nói chiếc mâm ở nhà già làng Y Êm đã bị hỏng, già Hưng nhanh chóng hoàn thành xong chiếc mâm khác để mang sang tặng người già làng. Quãng đường chẳng xa nên già đi thong thả. Ở trong lòng, niềm vui cứ phơi phới nhân lên. Nhận được mâm, già làng Y Êm vui lắm, cứ hỏi han mãi về cách làm. Với già Hưng, khi có người còn quan tâm, muốn học nghề đan lát truyền thống, thì đó là điều mà già mong muốn nhất. Tôi cũng rất cảm ơn ông già có tinh thần để tặng cho ông già. Cái này là cái thu là của ông già hồi xưa đấy.
là dùng cái này đấy, theo là tập quán dân tộc, đây là cái quý nhất cái này. Đây mà bây giờ không có ai đưa được làm, chỉ có mẫu ông già này thôi. Thanh niên bây giờ đó, chắc có lẽ là không biết luôn, tàn nhìn cũng không biết. Bản sắc văn hóa đôi khi chỉ đơn giản là những thứ bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Khi con người ta biết yêu quý, trân trọng và khi còn những người nặng lòng, tâm huyết với truyền thống như Giả Hưng, thì bản sắc ấy sẽ mãi được giữ gìn theo năm tháng. Ở Rờ Cơi còn có một cây đại thụ vẫn luôn đau đáu với việc gìn giữ văn hóa của dân tộc Hơ Lăng. Đó là Già A Linh. Già là người duy nhất ở Rờ Cơi còn giữ được bộ chiêng cổ. Một bộ chiêng thì gồm có bao nhiêu cái chiêng ạ? Và mình phân biệt như thế nào, thế nào là một bộ ạ? Một bộ thì phân biệt là ba cái này ạ. Cái này là cái gu, có hai cái nhỏ cái này, còn cái tam cái là đan chung với cái này. Tóm lại là một bộ gồm có 11 cái là chiêng. Là 11 cái chiêng. Đúng không ạ? Một bộ 11 cái thì sẽ có 3 cái có chiêng còn đúng không ạ? Yeah. Cái chiêng to đúng không ạ? Và 8 cái nhỏ đúng không ạ? 8 cái nhỏ. À vâng. Vậy thì những cái chiêng này có phát ra âm thanh khác nhau hay là giống nhau ạ? Nhưng mà riêng cái nhỏ là giống nhau, mà riêng cái to đây nó khác nhau. Vâng. Bây giờ cụ có thể đánh thử con cái chiêng nhỏ và cái chiêng to xem âm thanh như thế nào ạ? Cái này là đặt cái nhỏ nhất hả? Để ý là khi mà cụ gõ thì cái chiêng nhỏ cụ lại gõ vào mặt trong, đúng không ạ? Cái chiêng to thì lại gõ vào mặt ngoài. Tại sao lại thế ạ? Cái chiêng to này bởi vì nó có cái nôm này này. À. Còn cái chiêng nhỏ nó không có cái này, coi như là đánh bên nào cũng được hết. À, đánh bên nào cũng được cái chiêng nhỏ ấy ạ? Dạ. Nhưng mà đánh hai mặt thì nó có khác nhau không, hay là âm thanh không, nó khác? Không, cũng không có khác nhau đâu. Nhưng mà thường thường người ta đánh bên này. À. Cụ có biết được giá trị của những cái bộ chiêng này như nào không ạ? Này là có 80-90 triệu. Một bộ to nhất này. Còn cái này á, tuy rằng nó nhỏ, cái giá này á, nó chấp hơn cái giá đây. Vâng. Thế thưa cụ, là từ trước đến nay thì có ai đến hỏi mua chiêng nhà mình không ạ? Có, nhưng mà mình không bán. Tại sao lại không bán ạ? Người địa phương mình á, là nếu mình không có một cái con chiêng á, coi như là mất hết cái vấn đề truyền thống dân tộc. Mình phải giữ cái này á, lúc nào chết chóc đây này, lúc nào cung bái này, mình phải có một cái con chiêng. Để vẫn đó mình giữ được một cái truyền thống của mình. Trong nhà của Già A Linh hiện tại còn giữ 4 bộ chiêng. Trong đó 2 bộ do ông bà từ xưa để lại, 2 bộ còn lại là Già Linh tìm mua từ sau ngày giải phóng. Đối với Già, đây chính là những báu vật còn sót lại, không chỉ của gia đình mà còn là của cộng đồng người Hơ Lăng ở Rờ Cơi. Vì là đồ quý giá nên Già Linh cất giữ rất cẩn thận. Chỉ khi nào sắp có đám hội, Già mới lấy ra để lau chùi, bảo quản. Những bộ chiêng này sẽ được dùng trong những buổi sinh hoạt cộng đồng của buôn làng. Nếu mình đánh xong thì mình phải lau chùi nó cất đi á, để không cho nó bẩn. Một, hai nữa, khi mà đánh xong đó, mình lau chùi vừa mình kiểm tra luôn. Nó có bể, có nứt lúc nào hay không để mình biết phát hiện ngày nào là hay là giờ nào thì tổ chức lúc nào chiêng nó bị bể, bị nứt như thế, rồi luôn luôn mình phải kiểm tra như thế. Cách đây vài chục năm, để mua được bộ chiêng cổ này, Già Linh đã phải đổi bằng 6 cặp trâu. Đến giờ, giá trị của chúng có lẽ là tăng lên gấp bội. Ở một số nơi đã xuất hiện tình trạng người dân bán những bộ chiêng quý của gia tộc để lấy tiền. Còn với Già A Linh, dù có phải đổi cả gia tài, thì Già cũng nhất quyết giữ lại những bộ chiêng quý này để truyền lại cho con cháu mai sau. Già A Linh năm nay cũng gần 80 tuổi. Điều mà Già quan tâm nhất bây giờ là bằng cách nào đó để truyền lại cho con cháu những nỗi niềm, những tâm huyết đối với chiêng cổ, đối với nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Hơ Lăng. Người mà Già Linh đặt niềm tin nhiều nhất chính là người con trai thứ
A Tháp. Trong mỗi dịp lễ hội của buôn Đắc Đe, dù bận đến mấy, Tháp nhất định phải tham dự theo lời cha và phải cùng đánh cổng chiêng với thanh niên trong làng. Đến giờ, tất cả những bài cồng, bài chiêng, Tháp đều đánh được. Đó là điều khiến giả A Linh rất đỗi tự hào. Ở nhà mình thấy bố là thường xuyên lau chùi, rồi giữ cách giữ cẩn thận. Nói chung sau này bố già đi để bày rồi truyền lại cho con cái để giữ và nối tiếp cái truyền thống của địa phương ở đây. Khi làng mà tổ chức lễ hội như đâm trâu rồi đám ma thì mình cũng hay tham gia. Ngày này qua tháng khác, những bộ chiêng cổ hàng trăm năm tuổi vẫn được giả A Linh, sau này là A Tháp, cẩn trọng giữ gìn. Và mỗi dịp lễ Tết xuân sang, tiếng cổng chiêng linh thiêng lại vang vọng khắp núi rừng biên giới. Bền bỉ và say mê, những cây cao bóng cả của buôn làng vẫn ngày ngày chắt lọc những tinh hoa của dân tộc để truyền lại cho con cháu. Bằng tình yêu của mình, họ đã và đang gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của người Hơ Lăng cho hôm nay và cho cả mai sau. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Biên Cương Xanh tuần này. Quý vị và các đồng chí có thể xem lại chương trình bằng cách truy cập vào website www.qpvn.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.